Con xin lỗi. Con bị lố từ bé. Con xin lỗi. Nhưng mà con biết phải không? Trời ơi, con có biết cái câu mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt không? Rồi. Đó. Cậu Khôi. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Đây là người mà cậu tìm kiếm. Thì ra là cậu thích chị Xuân hả? Trời ơi. Không dám thấy độ cậu tưởng cậu không thích. Tao dám nói đâu, tưởng ghét lắm. Cậu đã giúp con với Huyền Anh nhiều rồi. Bây giờ cái chuyện này á, cậu cứ để con với Huyền Anh sẽ giúp cậu. Cậu, bây giờ mà con thấy bà tới là cậu nhào ra cậu quánh phối xả cho con. Bà nào vậy? Bà Xuân. Chị Xuân. Quên. À, chị Xuân dậy ra nói chuyện liền á. Chuyện này. Con hẹn rồi phải không? Con hẹn chưa? Rồi. Con đi chỗ khác đi cho nó thoáng. Con núp rồi đó. Quyền Anh, con nghĩ sao cái thân này mới che được cái thân con. Con chạy ra. Đi chỗ khác đi. Chút gì dễ chứ. Cảm ơn con. Chào em. Dễ thương quá. Em chào anh. Em đi nha. Em đi đi. Dạ. Ở kia. Nè, cái gì vậy? Đừng mà. Chào em. Biến thái hả? Anh đâu có gì đâu mà biến. Cây cho chết nè, biến thái. Trời, bữa tôi đã gặp một tên biến thái rồi. Kể từ ngày đến ngày nào tôi cũng đem thấy cây xin cái này. Mù mắt tôi rồi, bố người ta. Quyền Anh ơi. Chị Xuân, cậu em. Trời. Đúng rồi, anh này là thợ cắt tóc mà. Đúng. Thợ cắt tóc. Tôi là chủ tiệm tóc Hoài Xuân. Đúng rồi. Chủ tiệm tóc thì tự nhiên chặn đường người ta. Mà anh ơi, anh không có bị mù mắt đâu. Đừng an ủi tôi. Quyền Anh ơi, cậu mù mắt rồi. Kể từ nay đời cậu sống trong đen tối. Cậu không thấy mặt trời ló dạng, không thấy mặt trăng sắp tàn, không thấy giọt sương trên lá và không thấy con hay đá thành duy. Anh rồi tỉnh lại đi. Đền mắt cho tôi, đền mắt. Thật ra nó chỉ là chai xịt khoáng thôi hả? Hèn chi không sao con. Cậu lố từ bé đó cậu. Em chỉ đem theo em hù với cái tên biến thái thôi chứ không có cái gì hết. Chị Xuân ơi, thật ra cậu của em á quý chị, hâm mộ chị á nên muốn làm quen tạo điểm nhấn với chị thôi. Anh xin lỗi. Có lẽ hồi nãy anh hù cái làm em giật mình. Dạ đúng rồi. Thật ra anh chỉ muốn ra đây để xin phép mỗi ngày được chạy bộ cùng em. Đúng rồi. Anh quyết định là bỏ tập gym chuyển qua tập chạy bộ. Em thấy có được không? Cái chuyện này cũng đơn giản mà. Thì công viên này là của chung, cho nên là anh có thể chạy bộ chung với em là bình thường chị thôi. Xuân, còn bình thường á em thấy chị có cái gu đẹp, bữa nay em biết chị hát hay nữa. Không đó, thì cái đó là do chị làm thơ mà. Cũng hay nữa. Cảm ơn anh. Vậy ngày mai mình hẹn gặp chạy bộ nha. Dạ. Chào em. Chào anh. Chào chị Xuân. Em xin lỗi nha. Không sao. Mọi người cứ đi thoải mái. Chị Xuân. Bye bye chị nha. Bye bye em. Cái chuyện đó cậu làm chứ con làm. Thành công rồi.
Khùng nè. Thì nè, con mua bông cho cậu rồi nè. Ai mượn vậy? Ra đây, ra đây, ngồi xuống. Chứ sao? Trời đất ơi, cậu đã nói rồi, con phải làm theo ý của cậu, hiểu không? Chứ mua bông chi? Tự nhiên tới đưa cậu nè, con nghĩ đi. Nguyên bông bông để đây, hoặc cậu ôm đây nè. Cô ấy đi từ xa tới thấy rồi, vậy còn gì bất ngờ nữa. Là bây giờ sao? Cậu muốn ấn tượng cho nên cậu mới nhờ tới con. Rồi rồi, bây giờ cậu muốn ấn tượng đúng không? Ừ. Okay. Ấn tượng vô kia chưa? Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Anh hẹn em ra đây có gì không? À, hôm nay thời tiết đẹp quá. À, dạ đúng rồi. Áo đẹp quá. Cảm ơn anh. Body đẹp. Ý anh là anh sẽ có một bất ngờ đẹp dành cho em. Bất ngờ gì vậy anh? Anh cướp. Cái gì vậy? Rồi, đi đi con, đi. Sao giống cái thằng biến thái quá vậy ta? Ai, đi ra gì? Quen giống biến thái á. Không, em lộn người rồi. Đó là nhân viên giao hoa. Đây, anh tặng em. Sao vậy, anh tặng em. Không, anh tặng em. Không, anh tặng em. Tại sao lại ghét? Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Không. Quang đi, em đi về, em đi tắm nè. Không, hoa hồng đẹp mà. Nè, xứng. Ủa, hoa hồng đẹp mà. Thôi, nghỉ đi, không có hồn gì hết trơn á. Tóc tao uống chảy hồi thẳng răng luôn rồi nè. Cậu rối quá tìm mà. Tóc gì mà kỳ. Nói cậu nghe đi, cậu rối quá mà. Anh Duy anh sai rồi. Sao con? Anh tặng hoa hồng cho con, anh thấy con thích hoa hồng rồi, anh nghĩ tất cả phụ nữ đều thích hoa hồng. Sai rồi, không phải ai cũng thích. Hiểu không? Mà con nói cậu nghe là cậu muốn hiểu phụ nữ, cậu phải quen nhiều người hơn. Trời ơi con ơi con. Nữa rồi, thôi được rồi. Con à con, hiểu một người thôi là cậu muốn chết rồi, bây giờ nhiều người sao hiểu được. Sao tiếp tục nữa bây giờ sao? À con nghĩ như vậy nè. Thật ra cậu là một người rất là may mắn á. Tại vì cậu có được một đứa con gái vừa xinh đẹp, tài năng mà giỏi giang mà rất là thông minh nữa, tuyệt vời. Ở trên thế giới này chỉ có một thôi. Là con đó hả? Là con, là con. Rồi cậu biết rồi, bây giờ mình bỏ qua cái phần giao đãi đi, mình vô thân bài đi con. Sao? Không, nhưng mà cậu phải chấp nhận là con rất là thông minh luôn. Rồi cậu lại, con thông minh lắm. Trời ơi, cậu con nghĩ là chị Xuân á làm ngành thiết kế thời trang. Mà ngành thiết kế thời trang thì những cái thương hiệu nổi tiếng là những cái thương hiệu mà làm cho người ta thích. Thì con nghĩ cậu biết rồi, tặng cho chị một cái máy may đúng không? Cậu ơi! Tin sao? Bởi vì con nói cậu rồi là cái gì? Phải lắng nghe, tập trung lắng nghe. Cậu nghe. Nên phải tặng đồ hiệu. Đồ hiệu? Ví dụ? Một cái bóp. Một hip hop. Sơn à, anh có món quà muốn tặng cho em. Anh đừng có nói là anh tặng hoa cho em nữa nha. Anh biết đó, em bị dị ứng những cái phấn hoa. Anh tặng cho em hoa lần trước á hả? Em tắm muốn chết mà vẫn còn hắt xì đó. Anh xin lỗi, nhưng lần này anh rút kinh nghiệm rồi. Tặng cái gì vậy? Đẹp chưa? Một cái túi bằng da cá tím. Hả? Cá tím là cái gì? À, cô bán hàng nói với anh á là da cá sấu mà ta nhuộm da mà thành màu tím. Trời đất ơi. Tặng em. Anh có biết anh tặng em vậy là em rất là ghét không? Tại sao vậy? Anh nghĩ sao vậy hả? Để làm ra được cái túi như vậy nè, là người ta phải giết bao nhiêu là con cá sấu còn sống. Anh có biết tội mấy con cá sấu đó lắm không? Nè, em trả anh á, không có lấy đâu. Không phải. Ờ, cái này là hàng nhái thôi, không phải bằng da con cá sấu thiệt đâu. Ờ, anh xin lỗi là anh không đủ tiền để mua một cái túi thiệt là xịn cho em. Hàng nhái? Anh có biết là em làm thiết kế thời trang không? Rồi anh mua cho em, em rất ghét cái gì mà nó đạo nhái. Thà là anh mua cho em một cái túi đó là bình thường, rẻ tiền thôi cũng được đó. Anh mua mà có hàng nhái gì vậy? Ờ, anh xin lỗi. Tại vì cô bán hàng nói cái này nó đẹp. Sưng à, em không nhận quà cũng được. Vậy anh thích em, cho anh
một cơ hội để tìm hiểu em nha. Anh sổ sàng thẳng thắn vậy luôn á hả? Không phải, ngay từ lúc đầu gặp em thì anh đã thấy con tim mình rung động rồi. Nhưng mà anh làm đủ mọi cách nhưng không cách nào để tốt cho em hết. Anh tặng hoa thì em dị ứng, anh tặng túi thì em không thích. Nên bây giờ anh chỉ còn tấm lòng chân thật của mình thôi. Thôi được rồi, nếu như mà anh nói vậy mà không có gì bí mật với nhau vậy, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh 40 và trái tim anh còn nguyên vẹn. Em cũng 30. Nhưng mà anh làm nghề gì? Anh chỉ có mỗi một tiệm tóc thôi, đó là tiệm tóc Hoài Xuân. Nhưng ước mơ của anh không nằm lại ở đó. Anh muốn phấn đấu để trở thành một nhà tạo mẫu danh tiếng và mở một cái tiệm tóc thật là lớn. Anh nghĩ ngoại hình của hai đứa mình đó có xứng đôi không? Anh hiểu. Tiệm tóc của anh chỉ là một tiệm tóc nhỏ thôi. Anh cũng chỉ là một ông chủ nhỏ. Còn em là một nhà thiết kế thời trang. Ý của em là chúng ta không cùng đẳng cấp đúng không? Xin lỗi. Nè, em có nói từ chối anh hồi nào đâu. Em thích sự chân thành của anh. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi tiền 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 là tuyền tuyền tuyền, cô thanh nữ của tiệm chúng tôi. Dạ sao chị? Em có thấy lạ không? Tự nhiên chị thấy như tâm trạng của anh Khôi phơi phới hừng hực là sao vậy? Trời ơi, có gì đâu mà lạ, đang yêu cho nên là tâm trạng tương tự vậy đó. Đang yêu? Chú cha đang yêu ai vậy? Thôi nói ra luôn đi nha. Bỏ mộng đi chị ơi. Hả? Không phải chị đâu. Nhưng mà em biết. Vậy là ai vậy? Là Vân nói cho chị nghe đi. Anh yêu ai vậy? Em biết nhưng mà thật ra là em không có thể nào bán đứng cậu Khôi được hết. Gì? Mình bán đứng mà nếu mà được giá cao thì cứ bán đi không sao đâu cưng. Nha. Thôi. Bán đi mà chị năn nỉ mà. Không được đâu. Chị biết đó, cậu Khôi tốt với em lắm. Nhưng mà chị cũng tốt với em vậy, chị năn nỉ em đó. Không được đâu, thôi mà chị đừng năn nỉ, em không bán đứng cậu Khôi đâu. Thôi, vất vả quá. Thôi, éo le quá, khó khăn rồi đây. À, chị hiểu rồi, không sao không sao. Em cứ giữ cái tình cảm dành cho anh Khôi đi. Còn chị, à, chị ra đây là một quyển tóc đẹp. Duy à, chị có một cái quyển tóc đẹp của năm 2017. Wow. Chị có ở đây. Nhưng mà chị không biết là bây giờ có nên trao tặng cho ai không. À, thì tốt nhất là ta nên đem đi bán với chai. Trời ơi chị. Trời ơi, cái cuốn tạp chí này á, là chỉ có 1000 cuốn thôi đó. Em xếp hàng hoài mà vẫn không mua được. Làm sao mà em mua được? Tại vì khi hay tin người ta bán cái tạp chí này là chị đã văng mùng ngay cái shop của người ta chị ngủ rồi. Trời. Chị muốn mua cái cuốn này để chị tặng cho Khôi. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ rằng ở nơi đây không ai hợp nữa. Thôi được rồi, chị đem bán đi chai. Ơi, à, cái gì cho chị bán? Thôi. Tặng, thôi đừng bán, tặng cho em đi. Tặng cho em. Dạ. Với một điều kiện, em phải nói cái bí mật đó cho chị nghe. Em không bán đứng cậu Khôi được. Không bán đứng thì chị bán dây chai. Rồi. Em không bán đứng cậu Khôi được đâu nha. Nhưng mà em chỉ có gợi ý thôi rồi chị tự điều tra đó. Chị nói lẹ đi, chị vốn thông minh mà. Mà chắc chắn là em không có bán đứng cậu Khôi đâu đó. Mày nói nhiều quá, lẹ đi. Chị có biết á, khi mà người ta đang yêu á, người ta thường có cái gì không? Không, chị không biết. Đương nhiên yêu là phải có hình rồi. Hình người mình yêu đó. Người mình yêu. Rồi, chị biết để đâu không? Sao chị biết được? Thì chắc chắn là phải để trong bóp, để bên mình rồi. Vậy khó quá à. Làm sao mà giờ tự nhiên chị đè anh Khôi xuống, chị giật cái bóp mà chị có cái hình. Thôi, chị không có làm vậy được đâu. Nhưng mà chị yên tâm đi, cậu Khôi đâu có để bóp trong túi đâu, đâu có để hình trong bóp đâu. Vậy chứ hình đang nằm đâu? Thì cái hình nằm trong cái cuốn album tóc của tiệm mình á. Ủa đâu, giúp giùm chị đi, chị rối quá à, chị. Nhưng mà em nói là em không có bán đứng cậu Khôi đâu. Biết nha. Biết rồi mà. Đây nè. Cuốn album. Rồi bây giờ chị làm sao? Thì nó nằm trong trang cuối đó, chị coi đi.
Nhưng mà nhớ nói với cậu Khôi là em không có bán đứng cậu Khôi đâu đó. Đi vô đi. Mệt rồi. Cái câu rồi nói hoài. Bán đứng gì không biết. Thì ra đây là một cô gái. Một ruồi. Một ruồi có gì đâu mà đẹp. Khôi. Sừng sừng ơi sừng đã về. Có nơi vui nào đi. Sừng đã về. Vậy là muốn ám chỉ Xuân có buồn. Con nè. Dạ. Theo như cái quẻ xăm này nói đó, thì là cái người phụ nữ kia nhan sắc tầm thường, mắt hí mũi tẹt răng hô, nói chung là thua xa con. Thích quá. Cái quẻ xăm dễ thương quá. Đúng rồi, con nhìn con đi, con hãy tự tin lên. Dạ. Con tay dài, chân dài. Dạ. Gương mặt xinh xắn. Dạ. Con đẹp giống như là hoa hậu Phạm Hương vậy đó. Dạ, cảm ơn cô Bảy. Chỉ thua có cái dáng với cái mặt thôi. Nói chung là con vẫn đẹp hơn người đàn bà đó. Ông sao hết đó, ông sao. À, chà. Dạ. Chết rồi con ơi. Dạ dạ sao nữa. Bảy nói con nghe không ổn rồi con ơi. Dạ sao. Tuy là cái người đàn bà đó nhan sắc tầm thường, thế nhưng mà trên gương mặt của cô ta thì có một điểm để cho bồ con chết mê chết mệt. Là sao vậy cô Bảy? Trời ơi, trên mặt của cô ta có một cái điểm ăn tiền dữ lắm. Là điểm gì con không hiểu. Cái này là cái mục ruồi. Trời ơi Bảy ơi, một ruồi mà Bảy làm con hết hồn, con tưởng cái gì. Một ruồi mà ở trên mặt chẳng khác nào con dây chó. Trời ơi, con hiểu tiếng số, đừng nói Bảy nói bạ. Dạ. Nghe Bảy nói con nghe, cái một ruồi này á, ở trên mặt cô ta, người ta gọi là một ruồi dưỡng phu ích tử. Dưỡng phu ích tử. Ừ. Không hiểu. Có nghĩa là một ruồi này là một ruồi phò chồng đó. Một ruồi giúp đỡ cho chồng, làm cho chồng giàu sang phú quý. Mà bồ của con đúng không? Bồ của con là làm doanh nhân kinh doanh. Gặp những người đàn bà này là chết mê, chết mệt. Bảy ơi, Bảy. Vậy thì bây giờ Bảy giúp cho con đi, Bảy ơi. Bảy giúp làm sao mà bây giờ hả, chụp cô ta ra khỏi bồ con đi. Bây giờ hả, dù có nhảy vào dầu sôi lửa đỏ gì con cũng nhảy hết á, Bảy ơi. Bảy, Bảy cứu con đi, Bảy. Rồi, để Bảy tính. Nói chung là cũng khó, nhưng mà cũng có cách gỡ. Bảy ơi, gỡ đi Bảy, con thành tâm rồi nè Bảy. Rồi, Bảy gỡ cho con. Dạ. Bây giờ cô ta có một mục ruồi thôi đúng không? Dạ. Bây giờ Bảy sẽ chấm cho con 3 mục ruồi. Hả? Nằm ngay 3 điểm tốt, đó chính là phò chồng nè, mắng đẻ nè, chồng mê nè. Được không? Trên cái mặt con còn được 3 mục ruồi. 3 mục ruồi điểm tốt con ơi, cái này tướng số, đừng so về nhan sắc. Phải nói về tướng số là tốt dữ lắm. Không sao. Bảy ơi, vì anh Khôi mà bao nhiêu mục thì là bao, đâu có sợ. Nhưng mà con ơi. Dạ. Được lòng trước mít lòng sau. Dạ. Bây giờ á, con Bảy nói con nghe nè, mỗi mục ruồi á là hơi đắt đó. Là bao nhiêu á Bảy? 500.000 một mục. Ôi trời ơi Bảy ơi. Rẻ quá à. Vì anh Khôi con sẵn sàng dâng cho Bảy. Bởi vậy người ta nói mà, cô nào chồng bỏ chồng chê, chấm dài cái mục chồng mê tới già. Ôi xí. Bảy ơi, sao Bảy không có cái mục nào vậy? Ôi Bảy bà, đời này á là Bảy nguyện Bảy sẽ ở đây tới già không lấy chồng, mắc chấm chi cho cực dữ vậy. Nhưng mà Bảy sẽ giúp cho con. Chấm liền nè. Được rồi, chấm liền. Anh chào anh Khôi. Ừ, chào. Sao vui vẻ. Chào em Tuyền. Dạ, chào em. Ê. Hả? Cái gì đó? Dạ, sao? Cái gì vậy? Ôi, thôi đừng có bôi. Cái này thầy mới chấm cho em đó. Chấm cái gì? Đây là một ruồi dưỡng phu ích tử. Là sao? Một ruồi này có ý nghĩa là chồng mê chồng. Là gì? Là chồng mê hết. Mê hết gì? Anh thấy nhìn như con dê chó trên mặt vậy đó. Ôi, không biết phong thủy thì có nói bị bà. Ôi. Hả? Chị Tiên. Vậy? Chị bị dài lâu chưa? Du Duyên, ta được nên ta bị. Chết ra, cho chị làm gì? Anh tới rồi nè. Chờ em. Và em đây. Đây. À, rồi, vâng. Rồi, em ngồi đây. Thì ra là cô à. Cô đã đến đây
rồi à? Ủa gì vậy? Anh Kho kêu em tới mà. Đó, mọi người đừng nói, để cho tôi nói. Tránh ra. À, thì ra là cô ý cô có một rồi, cô công khai cô tấn công ảnh cái gì. Nhưng mà cô nhìn kỹ lại, tôi nói là mọi người để im để cho tôi nói. Trời, cô nhìn lại cô đi. Một rồi của cô là một rồi tầm thường quá, nó ở một cái nơi của một cái vị trí là khiêm nhường quá. Trong khi đó cô nhìn tôi đi, đây thầy đã chấm cho tôi 3-1 năm ở mặt tiền nè, cô thấy không? Vì gần này cô không tấn công anh Khôi của tôi được đâu. Cái gì vậy Tuyết? Chị ơi, cái gì vậy nè? Tôi nói cho mấy người biết nha, cha sanh mẹ đẻ tôi có một rồi rồi, mấy đừng có lấy cái đó mà sàn sải tôi nha. Chưa nè, anh kêu tôi làm gì? Đến làm tóc chứ bộ, mà tự nhiên giờ mấy người sỉ nhục tôi vậy. Bây giờ tôi không làm tóc nữa, tôi đi về. Về. Chị, không phải của ta đâu, chị lộn người rồi. Nói là sao? Không Tuyền. Phải hả? Em làm gì? Xem đuổi khách vậy? Dạ. Không phải. Sao không nói? Nãy giờ em can chị mà. Em ơi, em đâu rồi? Thiệt tình, sớm xác gì đâu á. Xin lỗi. Càng lúc càng... Đó là kiểu đó. Hả? Giải quyết đi. Ủa? Anh nè. Xuân, đây. Sao vậy? Có chuyện gì sao không gọi điện anh qua? Em qua đây làm chi? Dạ, em muốn gặp anh để em... Anh đi với em nha. Đi đâu? Dạ, đi... qua bên chỗ của em á. Làm gì? Em hỏi thôi mà. Làm gì? Chị ơi, chị... là cái gì của anh Khôi vậy chị? Câu này hỏi rồi. Dạ thì em hỏi rồi, em cũng biết rồi. Chị không phải vợ của ảnh cho nên cái chuyện ảnh đi với em là bình thường đúng không chị? Thôi đi Tiên. Có nói gì đâu mà thôi. Xuân à. Dạ. Mà đi đâu, chuyện gì? Dạ anh biết không, bên ekip của em á, cái anh làm tóc á, tạo mẫu tóc á, tự nhiên bỏ việc à. Cho nên em thấy á, tay nghề anh rất là giỏi mà cũng đẹp nữa. Cho nên em tính mời anh qua bên ekip của em làm một sưu tập sắp tới của em á. Nếu mà như vậy á, thì nhất định anh sẽ tham gia. Dạ. Nè, thôi bây giờ em đi về trước. Dạ. Đi. Anh gom đồ rồi qua đón em. Dạ, có gì dạ. Anh qua em nha. Bye bye cả nhà. Anh Khôi, cái gì vậy? Tự nhiên cô ta nói cái là anh phải đi theo cô ta liền hả? Cái gì vậy Tiền? Sáng sớm nay em bị cái gì vậy? Hết đuổi khách rồi bây giờ lăng tăng chuyện gì ở đây? Đó là công việc và anh đi làm đó. Tới đây. Đây. Cậu Khôi. Chị ơi. Nè chị Tiền đi đâu vậy? Chị đi bôi cái mụn rồi. Nhưng mà bây giờ chị gặp đối thủ mạnh rồi đó. Mạnh gì mà mạnh? Thanh nữ gọi tôi vậy Thanh nữ? Ai gọi bà? Yeah.